quý vị và các bạn, trong 25 năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội qua các chuyến thăm và làm việc với tỉnh. Đây là vinh dự và là nguồn động viên to lớn để Hưng Yên vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn.